Đồ gỗ Sơn Hà xin kính chào quý khách. Và vâng, hôm nay là ngày 2 tháng 7 2024 dương lịch. Cơ sở em vừa hoàn thiện xong một bộ sofa đùi gà, mẫu đối 2 ghế đơn, được làm từ chất liệu gỗ hương đá và đang được sơn BU máu ốc chó, làm theo đơn đặt hàng của chú Nhất đến từ Phú Thọ. Và chú đã về nghiệm thu trực tiếp rồi. Và hôm nay cơ sở em đã hoàn thiện xong. Trước khi xếp lên xe để bàn cho trả cho chú thì kê ra để que để giới thiệu quảng bá sản phẩm với tất cả quý hàng. Thì bộ sản phẩm này chú đặt bên em bao gồm là có 5 món: một chiếc phăng dài 2m8 sâu 80 cao 75, hai chiếc ghế đơn 1m4 sâu 80 cao 75. Chính giữa đây là một chiếc bàn 80 x 1m6 phủ bì 85 x 1m83 và một chiếc đôn ngồi 1m3 x 60. Cam kết chuẩn chỉnh với các bác là 100% chất liệu gỗ hương đá, trần xì lõi không pha tạp. Hàng của em thì vẫn là độ dày khuôn tranh mặt dày 4, ván mặt dày 2. Nhưng mà khác biệt ở chỗ từ ván mặt bàn, mặt ghế, mặt đoản hay là tựa lưng hai mặt hoàn toàn được cơ sở bên em làm là thang hét các bác nhá. Thang hét lồng ván giúp cho ván không bị cong vênh lên, vồng lên các bác nhá. Đấy. Đùi gà thì bên em làm bản rất là to luôn các bác ạ. Bản là bản 17 ạ. Bản 17 và độ dày là 9 phân. Đấy. Bản là bản 17 phân các bác nhá. Và xà này bản là 8 phân. Độ dày là 4 phân và từ xà sang đùi này nối với nhau bằng mộng các nhá. Nối với nhau bằng mộng. Hay lên trên cánh gà. Cánh gà được cơ sở em soi bo. Soi bo dày 4 phân ạ. Dày 4 phân. Mộng mạng đầy đủ chắc chắn. Nên là các bác có thể ngồi lên thoải mái nhá. Đấy. Với mẫu táp ngăn kéo này thì năm nay cơ sở em cải tiến bo tròn này. Bo tròn nhìn nó sẽ tạo điểm nhấn này. Và đặc biệt là nó lộ ra những đường chỉ to này. Lộ ra những đường chỉ to nó rất là đẹp luôn. Và ngăn kéo thì 100% bên em sẽ làm là mộng mang cá và được làm dây gỗ các nhá. Dây gỗ mộng mang cá nhá. Đấy. Cùng là hàng khuôn 4 ván 2 nhưng mà khác biệt với hàng trên thị trường rất chi nhiều, chênh nhau cả chục triệu đồng các bác nhá. Chiều cao từ mặt đất lên mặt ngồi của em rơi vào 30 phân và khi các bác kê thêm đệm ra 12 phân nên rơi vào 42 phân. Cao đỉnh tựa này là 75. Và hàng được bên em đóng lọc khung xoay bình, bị tựa đầy đủ cả hai mặt, khung xương bao quanh, toàn bộ là dày 4 phân các bác nhá. Dày 4 phân. Đấy. Hàng rất là dày dặn luôn các bác ạ. Hay cả phần tay tựa này. Tay tựa em đang làm cao 30 và lông khung xoay bình, khung xương bao quanh dày 4 phân hết các bác nhá. Dày 4 phân hết. Và khi làm tựa lưng cao 75, tay tựa cao 30 để khi các bác ngồi mình dựa lưng vào vô cùng thoải mái. Và đặc biệt để tì tay lên thì rất là thoải mái luôn các bác ạ. Đấy. Từ phần đùi này, BM Hà làm đùi 17 các bác nhá. Đùi 17, xà 8x4 các bác ạ, rất chi dày dặn luôn. Hoàn thiện đầy đủ cả trong lồng ngăn kéo các bác nhá. Cơ sở BM Hà thì có nhận làm hàng đặt theo yêu cầu, tùy theo kích thước, dài ngắn, độ dày mỏng, chất liệu gỗ, số lượng món các bác đưa ra. Đấy, bàn đây, hai ngăn kéo hai bên. Đấy, hai ngăn kéo hai bên các bác nhá. Rất là to luôn. Hàng đẹp, liền khối dày dặn các bác ạ. Và đây là một chiếc đôn ngồi. Đôn ngồi này thì bên em Hà đang thiết kế làm có thêm một chiếc cánh gà để tạo điểm nhấn này. Cánh gà cũng dày toàn bộ 4 phân hết ạ. Và cũng có một ngăn kéo cho các bác sử dụng. Đấy. Đấy các bác có xem này. Hàng mộng mạng đầy đủ các bác nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Cơ sở bên em có giao hàng toàn quốc. Thì một bộ sofa đùi gà mẫu đối 2 ghế đơn, 5 món gỗ hương đá nha. Thì cơ sở bên em đang chào bán công khai với mức giá thời điểm hiện tại là 46 triệu đồng một bộ ạ. 46 triệu đồng bao gồm hoàn thiện xong xuôi, đầy đủ kính bàn kính đôn và cả một bộ đệm da cờ leo Hàn Quốc các bác ạ. 46 triệu đồng. Và bác nào muốn sở hữu một bộ sản phẩm đẹp, chất lượng nghe alo em qua số line 058 474 43 hoặc kết nối Zalo. Và địa chỉ xưởng của em ngụ tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội các bác nhá. Nhận làm hàng đặt theo yêu cầu cũng như giao hàng toàn quốc, hỗ trợ vận chuyển tận nhà cho các bác. Và video clip của em đã dài rồi, em xin kết thúc video ở đây. Xin chào.